Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình rất là sớm để đi chợ các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái bạn các bạn món ăn rất là mới. Cái thời tiết hiện nay của miền Bắc đang rất mùa bạn ạ. Thì mình nghĩ mình làm món này là rất là đơn giản mà lại ngon, mà lại phù hợp với thời tiết hiện nay. Vậy thì các bạn hãy theo dõi video, cố gắng xem video mình nhé. Mình xin cảm ơn. Đây anh em mình đang lên đường đi chợ các bạn ạ. Quay về nhà các bạn thì vịt bơi sống rất là nhiều. Hôm nay lạnh nhưng mà không lạnh thì khả năng nhảy xuống sông hồ được vài con. Anh em mình ra đến chợ nha các bạn ạ. Anh em mình ra đến chợ nha các bạn nhé. Không làm một thằng cho đi hết cả trạm. Cho đi hết cả trạm, cho làm hết cả trạm. Mình mua vịt về nhé các bạn nhé, làm vịt. Quay vào này rồi, xong rồi đi chạy này. Đi luôn. Ôi chào khá xả đấy cô. Dạ. Có gì đâu mà khó. Làm chắc không phải em không có gì đâu. Mình làm dần. Mình không ăn đồ điêu, không ăn đồ đồng cân. Mình làm tử tế. Dạ. Mình sống mình. Đây này nhá. Đang ghi âm nhá. Ghi âm, ghi âm vào. Mai cho lên công an cho nhất trí luôn. An toàn thực phẩm cho đi chạy hết. Cho đi chạy hết. Giờ đâu thích đi chạy. Giờ nhà nước nuôi còn phải lo. Đây các bạn, đây các bạn nhìn này. Sao đi đâu mà đồn mình làm sao đâu mà đợi. Thịt nhà cô này nhìn rất là ngon nhé. Đây các bạn nhìn thịt nhà cô nhé. Đây ra hồ là mình đi giết lợn sạch hết. Không đi bắt hơi. Đi giết móc, dân thôi. Dân họ nuôi ra mình giết. Bao giờ nó cũng nó chuẩn hơn. Nói chung là đây là bán hàng này nó phải lo. Thế được. Sao mà chú bảo bây giờ mình phải làm ăn phải có đức chứ. Giống bây giờ không có tiền nhưng mà cũng được. Đây là một số chia sẻ của một thính giả văn lọng ở chợ nhé. Thank you.
nguyên liệu chúng ta có gồm những này các bạn. Quan trọng nhất là lọ chao này, một lọ chao nhé. Tháng này mình mua lọ chao là 15.000 này. Hành tỏi này, hai củ khoai lang ngọt này. Nhiều người thì nấu bằng khoai sọ nhưng mà mình nấu bằng khoai lang thì cho nước nó ngọt và nó ngon hơn các bạn ạ. Còn bì chính, hai cân bì đấy, bỏ lên nhanh. Bây giờ mình sẽ ướp cho các bạn nhé. Cái này ướp thì không cần phải muối các bạn ạ. Không cần phải muối. Vào đây các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cho sao vào để ướp. Cái này nói sao cho nó lịch sự nhưng mà nhiều người ta hay gọi là đậu phụ thối đấy các bạn. Đậu phụ thối nhưng mà thực ra thì nói đậu phụ thối nhưng mà nó cũng chả thối. Nhiều người ta còn ăn sống rồi, người ta để này người ta chấm này, nhưng mình không ăn này. Đây các bạn cho khoảng 2/3 lọ chao này vào ướp luôn nhé. Trong này nó có muối rồi nên các bạn không cho muối nữa. Đây như mình ướp này, các bạn làm nát cái đậu phụ ra xong bắt đầu cho vào ướp. Đấy, thì cho 2/3 lọ. Cái lọ sao này các bạn ra cái chỗ bán hàng khô ấy, người ta bán đầy mà. Cho ít củ chính vào các bạn ạ. Các bạn cho một thìa cà phê mì chính, thế thôi. Tải ướp lên nha. Rồi, lại ướp lên. Các bạn nhớ là cho hành tỏi này, chao và một tí mì chính thôi, thế thôi. Vì trong cái này nó đã có ra hết gia vị rồi, trong cái lọ chao này nó đã có hết gia vị rồi. Nên các bạn chỉ cho vậy thôi. À được. Rồi các bạn để 10 phút là chúng ta bắt đầu nấu lên nhé. Để 10 phút xong bắt đầu chúng ta xào qua lên. À, giờ mình cứ để đây đã, xong rồi mình làm cái khoai lang này. Cái lang này khi nào thì được cứ cho vào các bạn. Giờ thì mình cứ để đây mình ngâm thôi. Ngâm nước. Và bây giờ thì sau khi để được 10 phút thì chúng ta sẽ xào lên các bạn ạ, xào qua lên. Đây mình bây giờ bật bếp thôi, xào qua lên. Đây là mình sẽ nấu theo dạng kiểu vịt nấu chao để ăn lẩu các bạn nhé. Lẩu vịt nấu chao. Cái này thì cái thời tiết hiện nay của miền Bắc thì rất là phù hợp. Nó vừa sạch sẽ lại. Thank you.
từ thịt vịt này, ngon chưa? Vừa chín tới. Đây các bạn ạ, mình đã làm xong nồi lẩu vịt nấu chao đây, các bạn nhìn ngon không? Đây, và mình sẽ thả rau rồi nhé. Đây, thành cả quà của mình là buổi sáng hôm nay đây, đi chợ đây. Mời các bạn nhé. Vâng. Mời các bạn nhé. Đây anh em nhá, các bạn nhá, đây là mình cái lẩu vịt nấu chao này là mình ăn kèm với rau muống với rau mùng tơi các bạn ạ. Loại rau này là rất thích hợp với lại cái món vịt nấu chao này. Hợp nhất vịt nấu chao là rau muống, thứ hai là rau mùng tơi. Chào, hello, chào cả nhà nhá. Chào cả nhà nhá. Cắt loại vịt ngon là vịt nấu chao. Đồng bào cả nước hãy ủng hộ kênh của Quang Dũng Vlog. Mình mời các bạn nhá, mời cả nhà nhá.